Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Support Hùng đây. Và hôm nay thì Hùng mang đến cho mọi người ba cây vợt. Đấy, hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người ba cây vợt. Ba cây này thì trong tầm giá quanh quanh 2 triệu nha mọi người. Thế Hùng sẽ giới thiệu lần lượt nhé. Đầu tiên là một cây vợt thuộc dòng Aeronaut, Aeronaut 6000 nhé. Đây là cây vợt thuộc dòng Control, điều khiển và khống chế cầu. Cây này thì là một cây vợt công thủ toàn diện. Đấy, với điểm cân bằng nó rơi vào khoảng 290mm. Đây là một cây vợt cân bằng nhé. Cả công cả thủ đều ok. Đấy, dòng này là dòng về điều khiển khống chế cầu nên là đánh nó khá là toàn diện nhá. Cây này thì có kích thước cán cầm là G5 nha mọi người. Khối lượng vợt thì là 87g, 3U. Nhưng mà kiểu nó không nặng đầu nên là cầm cảm giác nó Hùng thấy nó cũng khá nhẹ thôi. Nó cũng chỉ tầm tương đương với 4U của Zonex thôi. Theo cảm nhận tay Hùng nha, con này Hùng đã đánh nhiều lần rồi. 6000 nhá. Con này có lực căng tối đa là 30 lbf, khoảng 13,6kg, khung rất khỏe. Đấy, đũa vợt thì nó là đũa theo thông số của nhà sản xuất ghi thì nó là đũa hơi dẻo, nhưng mà bản thân Hùng đánh thì Hùng thấy là nó ở mức trung bình, nó cũng nói chung đường cầu đánh con này khá ổn định và chính xác nhá. Với tầm giá mà dưới 2 triệu ấy thì con này nếu mà công được toàn diện Hùng đánh giá cao nhất là con 6000 này luôn. Đấy. 6000 hoặc là 6000 max ấy thì thông số nó đều là như nhau. Đấy. Con này thì đợt này hãng Liên Minh mới tăng giá, đây là hàng chính hãng Hải Long phân phối nha mọi người. Con này thì mới tăng giá từ 2060 lên 2.300.000 rồi mọi người ạ. Đấy, thì Hùng còn một cây nhập trước khi tăng giá, khi nó còn 2060 ấy. Thì còn duy nhất một cây thôi, thì đợt này Hùng cũng chưa định nhập nó, tại vì thị trường chưa quen với giá mới ấy. Nên Hùng cũng chưa muốn nhập lô mới, giá nó rất là cao. Thì còn lô cũ thì còn sót một cây, thì để giá tốt cho anh em nó múc. Thì để cho giá 17XX thôi nha. Giá con này hiện tại là 2.3 nha mọi người. Bây giờ Hùng còn duy nhất một cây để giá 17XX nha. Cam kết là hàng chính hãng, chất lượng và bảo hành 2 tháng cho anh em nha. Đấy, cây vợt tiếp theo cũng sẽ để giá tốt cho mọi người này. Con này thì cũng chỉ còn 2 cây thôi. Đó là con Bladex Sona. Đấy. Con Bladex Sona này thì nó là một cây vợt phòng thủ phản tạt. Với đặc điểm Hùng nói tóm gọn lại, nó là nhanh, tốc độ ấy. Con này đánh rất là nhanh, tốc độ, linh hoạt. Và đường cầu đi rất ổn định và chính xác. Nhưng nhược điểm của nó là về khả năng tấn công mọi người. Con này Hùng là cây Hùng đã từng chơi. Hùng gắn bó với nó khoảng 3 tháng. Sau đó thì Hùng bán, tại vì Hùng chơi chuyên công, đập cầu nó không được cắm lắm và nó không được tốt cho lắm mọi người. Tại vì cây này nó 4U nhá. Khối lượng con này là 4U nha anh em. 4U. Điểm cân bằng thì nó cũng là 290. Nhưng mà với bản thân Hùng đánh giá thì con này kiểu cảm giác mình sẽ thấy nó kiểu hơi nhẹ đầu ấy. Nên đập cầu nó sẽ kiểu cái kiểu tầm ngang ngang ngực, ngang ngang nách này này. Chứ nó không kiểu cắm. Mình muốn nó đánh cắm xuống thì mình phải dùng cổ tay mình ép xuống khá là nhiều thì nó mới cắm cầu được cho mọi người. Con này thì rất phù hợp với lối chơi phòng thủ phản tạt và bắt cầu nhanh trên lưới nhá. Và con này thì Hùng đánh giá là đường cầu đi rất ổn định chính xác luôn. Hùng ưng tất cả các yếu tố của cây vợt này trừ khả năng tấn công, nói thẳng là như thế. Đấy. Thì con này thông số của nó là cán cầm G6 nhá. Mức căng tối đa là 28 lbf, tương đương với khoảng 12,7kg nha mọi người. Đũa vợt thì của dòng Bladex này và riêng con này thì là Hùng thấy là nó đũa vợt nó kiểu hơi cứng nhá. Thực ra bản chất cái dòng Bladex ấy là cái phòng kiểu cho phòng thủ phản tạt, nên là thường đũa nó sẽ có đặc điểm là cứng hơn các dòng khác. Và con Bladex Sona này cũng thế, cứng hơn các dòng khác. Nhưng ưu điểm của việc đũa cứng nó là đường cầu đi cực kỳ chính xác và ổn định luôn. Đánh con này Hùng thấy đường cầu đi rất ổn định luôn. Nếu mà chấm cho nó về khả năng kiểu ổn định thì quá là điểm rất là cao, ở 99,5/10. Khả năng phòng thủ và kiểu phản tạt cũng tầm 99,5/10. Hùng đánh giá con này về các khía cạnh đấy rất là cao. Và con này thì kiểu thiết kế khung vợt của nó thì nó kiểu thiết kế khung khá là mảnh ấy. Nên là khi mà vung vợt ra thì cầu nó sẽ kiểu bị cản gió rất là ít, nó kiểu rất là nhanh ấy. Con này sẽ phù hợp với anh em đánh kiểu ở nửa sân trên mọi người. Ở cuối sân thì anh em đập nó sẽ hơi kiểu bị đuối ấy. Con này chỉ dành cho đập điểm, đập gõ thì còn được. Còn để mà đập mạnh thì con này không thể tấn công mạnh được đâu anh em nhá. Nói thẳng với anh em thế. Đấy, anh em nào thích kiểu lối đánh phòng thủ phản tạt, đánh thiên về cầu nhanh và đứng chủ yếu ôm nửa phần sân trên ấy, thì cây này cực kỳ ngon. Dưới tầm 2 triệu ấy, nếu mà lối đánh kiểu cầu nhanh và phòng kiểu phòng thủ phản tạt thì chưa nghĩ ra con nào được, con Bladex Sona này. Đấy. Bladex Sona 4U nha mọi người. Còn cái gì thông số gì Hùng chưa nói nhỉ? 4U G6, điểm cân bằng ok, độ cứng Hùng nói hết rồi nhá. Đấy, thì con này thì bên Hùng giá của nó là 2.030.000 nha mọi người. Đấy, 2030 thì Hùng đang để giá 16XX thôi nhá, tại vì còn 2 cây nên để rẻ nốt cho anh em. Và lần này thì bên Hùng còn đang có cái chương trình nó là tặng một sợi cước nha, anh em mua vợt sẽ được tặng một sợi cước. Đợt này bên Hùng đang test cái loại cước này.
cướp PA. Con xem là sợi PA66 này. Đấy thì muốn tặng kèm cho khách cũng như là ưu đãi thêm cho khách và nhờ khách hàng chơi thì cho xin cảm nhận đấy. Thì cái cước này thì giá nó khá là bình dân và Hùng cũng đánh rồi, Hùng thấy là nó khá là ok, nó ổn. Trong tầm giá nếu mà kiểu sinh viên hoặc người không có điều kiện căng lưới đắt thì cái lưới đấy rất ok nha. Thì Hùng sẽ mua vợt trong đợt này thì Hùng có chục sợi thôi. Sẽ tặng cho anh em nào mua hàng sớm như hết thì sẽ không có nha. Ok, cây vợt thứ ba xin giới thiệu đến mọi người là cây vợt Liming Aeronaut 6000i. Con này thì luôn được săn đón và hiểu hết hàng liên tục ấy. Đợt này con này nó cũng tăng giá rồi nhưng mà nó không tăng giá sốc như mấy con kia. Mấy con kia tăng từ 2060 lên 2.3 đúng không? Con này thì nó chỉ tăng từ 2330 lên 2.4 thôi. Đấy, nhưng bên Hùng thì sẽ luôn có mức giá tốt hơn. Anh em cứ inbox nha, và đây là lô hàng mới nhất 2024 nha anh em. Lô hàng mới nhất 2024 nha. Chúng ta tìm hiểu về thông số của con này nha. Con 6000i này, dòng Y là cái dòng mà nó luôn có điểm cân bằng cao nhỉ. Dòng Y luôn có điểm cân bằng cao, con này điểm cân bằng nó lên đến 314, là một cây vợt rất là nặng đầu nha mọi người. Nhưng mà ngược lại thì khối lượng toàn cây vợt này nó chỉ rơi vào khoảng 79 gram thôi, 78-79 gram thôi, khối lượng toàn vợt ấy. Nên là chúng ta cầm đánh phòng thủ hay là tạt cấu các thứ thì mình cũng thấy nó không bị nặng nhá, nó cũng khá là nhẹ nhàng nhá. Và độ cứng đũa thì Hùng đánh giá là độ cứng nó kiểu cũng ở mức trung bình nha mọi người. Và đánh đường cầu đi rất ổn định và chính xác. Đấy. Con này thì nếu mà nói về khả năng tấn công thì sẽ tốt hơn Blarixona, và kiểu nói chung là nó kiểu nó nặng đầu thật đấy, nhưng mà vợt nó nhẹ, khối lượng toàn vợt chỉ 78-79 gram, nên là Hùng cảm thấy khi mà đập cây này ấy, thì đập về kiểu sức mạnh ấy, thì nó cũng không phải là kiểu vợt thiên về tấn công đâu nha mọi người, cũng không phải là kiểu tấn công mạnh mẽ đâu nha, kiểu gọi là có thể nói là tấn công nhanh hoặc là đập cầu nó sẽ kiểu cắm cầu. Con này thì đập cắm cầu đấy, và đập lực đập thì nó cũng ở mức khá được, nó cũng không tốt lắm đâu. Mà nhiều người cứ nghĩ là điểm cân bằng 314 phải đập kinh khủng lắm, nhưng mà con này đập ở mức khá đấy nha mọi người. Đấy, khối lượng nó chỉ 78-79 gram thôi, nó là kiểu 5 u ấy đấy, nhưng mà cầm vì khối lượng vợt nó kiểu điểm cân bằng nó cao, là khi mà cầm thì mọi người sẽ cảm giác là con này nó sẽ tương đương với khoảng 4 u nhá, cầm cảm giác tay nó sẽ tương đương khoảng 4 u. Lực căng tối đa thì của nó là 30 lbs thì khung rất khỏe rồi, 13,6 kg đấy. Và thông số cán vợt thì là G6 nha mọi người, cán vợt G6. Nói chung là bên Hùng tuần này về cây này cũng về được có mấy cây thôi, và cũng sẽ để mức giá tốt cho anh em inbox nha. 6000i nha, con này thì hàng hiếm, là nói chung là lúc nào cũng được anh em săn đón ấy. 6000i, lô hàng mới nhất 2024 luôn nha. Con này Hùng nhập bởi vì là nó tăng giá nhưng nó không tăng nhiều như mấy con kia mọi người ạ, nên là Hùng mới nhập, chứ mấy con kia phải chờ thị trường kiểu quen với mức giá đấy thì Hùng nhập sau. Đấy thì anh em nào ưng trong ba cây này thì có thể nhắn tin cho Hùng nhá, đang có chương trình là tặng một sợi cước PA66 cho mọi người, tặng cước free, miễn phí tặng cước cho mọi người nhá, và giá thì cũng là giá vợt khuyến mãi, giá tốt cho mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, anh em ủng hộ support Hùng nhá, bye bye.